một loại nước rất là tốt cho sức khỏe, và mình mời các bạn đi hái hoa với mình nhé. Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn bài thuốc về hoa cúc vàng này nhé. Đây là hoa cúc vàng ạ, có rất nhiều loại hoa cúc vàng, nhưng đây là trong số những loại hoa cúc vàng mà chúng ta có thể chữa được bệnh rất là tốt nhá. Với hoa cúc vàng này các bạn có thể chữa được hoa mắt, chóng mặt và huyết áp cao các bạn nhé. Chúng ta có thể lấy hoa cúc vàng này để mình hãm thành trà để mình uống ạ. Đây ạ, vườn hoa cúc vàng nhé, rất là tốt luôn, đẹp luôn. Hoa cúc vàng này, đây là cái anh ở gần nhà mình, anh trồng ở khung cảnh ấy để cho đẹp ấy, cho nên không có thuốc gì thì mình lấy mình làm thuốc rất là tốt ạ, mà lại không bị gì cả. Khi mình rất là hay bị chóng mặt và huyết áp ấy nhiều lúc nó tăng ấy, và lại khi bệnh mất ngủ ấy thì làm cho chúng ta rất là khó chịu ạ. Với bài thuốc này thì các bạn không cần phải nhiều hoa cúc vàng mình lấy nhé. Mình chỉ lấy khoảng 15g hoa cúc vàng là mình đã có được một bài thuốc để chữa rồi nhé. Rất là nhiều. Mình sẽ hái đây ạ. Mình hái những cái bông mà nó lở ấy các bạn nhé. Đừng hái những cái bông mà nó chưa lở ạ. Đấy các bạn, sau khi mình ngắt được những bông hoa cúc nha, rất là tươi như thế này. Các bạn không có sản phẩm tươi thì chúng ta có thể dùng một loại sấy khô hoặc phơi khô nhé, là chúng ta có thể làm bài thuốc chữa trị như thế này được ạ. Hoa cúc thì có tên gọi là hoa bạch cúc hoa hoặc là cam cúc hoa, nó rất nhiều tên ạ, và thuộc các họ thuộc vào họ cúc các bạn nhé. Vì đây là hoa cúc này thì bình thường ấy thì thường hay trồng ở các khu công viên các thứ ạ. Vì hoa nó ra sẽ xeo thành từng chùm nhé. Và bông này nở tàn đi thì bông khác nó lại nở ra. Lên hoa này các bạn có thể nở hoa được độ 4 đến 5 tháng các bạn ạ. Thì nó mới phải tàn hết thì chúng ta mới lại phải trồng nứa khác lên khuy cửa khu công viên hay là những cái nơi công cộng ấy. Họ hay trồng cái giống cúc này. Vì nó giữ được lâu mà lại lâu tàn mà lại hoa lại rất là nhiều cánh nhá. Đấy ạ, nó nhiều cánh hết lớp nọ đến lớp kia, chứ không phải như cái hoa cúc mà các bạn mua hay thắp hương ấy ạ. Thì hoa cúc ý cũng nở cũng được lâu nhưng không thể bằng hoa này được ạ. Hoa này nở lâu hơn rất là nhiều mà cũng đẹp ạ. Trong y học cổ truyền nhé, hoa cúc vàng này được xếp vào nhóm ạ thuốc thanh nhiệt giải độc các bạn ạ. Hoa cúc thì nó có tính hàn, vị ngọt hơi đắng ạ, lợi về thanh phế can, có tác dụng công hiệu tán phong ạ, thanh nhiệt bình gan, sáng mắt các bạn ạ, phù hợp với các bệnh phong nhiệt cảm mạo nhé, đau đầu, váng đầu, đau mắt đỏ, nước chảy nước mắt khi chúng ta đi ngược chiều gió các bạn ạ. Với cao huyết áp thì chúng ta có thể dùng cái hoa cúc này sẽ làm cho huyết áp của chúng ta ổn định hơn ạ. Và các bệnh ung nhọt và các vết thương do sưng nở loét các bạn nhé. Theo y học và hiện đại ấy, các bạn này thì hoa cúc có tác dụng chống viêm, làm giãn động mạch cơ tim các bạn nhé, thì tim của chúng ta sẽ lưu thông được lượng máu tốt hơn ạ, và tăng cường lưu lượng máu trong tim ạ, hạ huyết áp, giảm mỡ máu và chống sơ cứng động mạch, điều chỉnh được lượng hormone ạ, và nhất amonia giải
độc trì và các chất độc khác được giải ra nhờ hoa cúc các bạn ạ. Khi hoa cúc này thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách hãm ra để mình uống coi như là trà hoa cúc các bạn ạ. Để chúng ta có thể làm cho đường huyết của chúng ta ổn định hơn và làm cho các mạch máu giãn ra thì sẽ tình trạng đau đầu mất ngủ sẽ được cải thiện rõ rệt nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình 15g hoa cúc này và mình sẽ hãm nước để mình uống nhé. Các bạn có thể dùng nặng dạng là khô, sấy khô cũng được, còn không có thì mình dùng tươi như này càng tốt nhé. Với 15g hoa cúc này thì các bạn cho mình vào đây nhé. Đây ạ, mình sẽ tách ra để mình lấy cái phần hoa cúc này. Hoa cúc này thì rất là dễ thôi ạ, các bạn cứ ra những nơi công viên hay họ hay trồng ấy thì mình xin để làm thuốc thì mình chỉ xin vài bông là đủ rồi. Đấy các bạn, khoảng độ 4 nhánh này là đủ nhá. Và bây giờ mình sẽ đem đi rửa 4 bông hoa thôi ạ. Mình sẽ cho nước vào, mình rửa sạch cái phần hoa cúc này lên. Khi mình đã rửa sạch rồi, các bạn sẽ cho vào một cái nồi mình đun lên nhé. Mình sẽ cho vào đây nước, các bạn cho mình khoảng 500ml nước để mình đun lên. Mình đun sôi khoảng 10 phút ạ. Khi mình đã đun sôi được 10 phút rồi, các bạn tắt bếp đi và mình hãm trong này khoảng 20 phút mình mới lấy ra để mình dùng nhé. Sau khi mình hãm được 20 phút rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ lấy cái phần này ra nhé. Các bạn chuẩn bị cái bát và mình cho cái dây lọc vào, lọc cái phần bã này, mình sẽ bỏ đi. Cái trà này rất là thơm các bạn ạ. Đây các bạn là cái dùng cho người bị khô miệng, đau sưng rát cổ ạ, thủy đậu hay cao huyết áp, mất ngủ, chóng mặt nhé các bạn nhé. Thì chúng ta có thể dùng cái loại này. Đây ạ, mình cho vào cốc là mình có thể thưởng thức. Các bạn uống trong ngày nhé. Đây ạ, mình mời các bạn thưởng thức với mình ạ. Rất là thơm, dễ uống. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé, để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.